Kính chào tái ngộ quý vị khán thính giả. Chuyện thứ 7, thăng cấp cho cựu tư lệnh không quân Việt Nam Cộng Hòa. Ngày 18 tháng 6 năm 2015, hội của ông Đào Minh Quân phổ biến thông báo tin vui rằng cựu tư lệnh không quân Việt Nam Cộng Hòa chuẩn tướng Huỳnh Hữu Hiền đã tham gia chánh phủ quốc gia Việt Nam lâm thời. Tin vui ấy có nghĩa là cựu đại tá Huỳnh Hữu Hiền đã tham gia hội chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời của ông Đào Minh Quân và nhờ tham gia vào đó nên được thủ tướng của hội ấy thăng cấp lên chuẩn tướng. Hậu quả, Tổng hội không lực Việt Nam Cộng Hòa và Hội ái hữu không quân Việt Nam Cộng Hòa miền Trung California đã ra thông báo cải chính và gửi văn thư phản đối về việc họ đã lạm dụng tên tuổi của niên trưởng Hiền để đánh lừa cộng đồng tị nạn Việt Nam của chúng ta và để đánh bóng cái danh xưng của họ. Trong mỗi cái chuyện này, tác giả Lê Xuân Dũng đều có dẫn cái nguồn tin chứng tỏ rằng đó là chuyện thật chứ không phải là chuyện phịa. Chuyện thứ 8, trao bằng tưởng lục cho cố Tổng thống Nixon. Ngày 15 tháng 10 năm 2010, Thiếu tướng Nguyễn Nam Sơn đại diện cho quân lực của chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời trao bằng tưởng lục cho cố Tổng thống Richard Nixon tại Thư viện Nixon. Tổng thống Nixon mất ngày 20 tháng 4 năm 1994. Tôi, đây là tức là tác giả Lê Xuân Nhượng đó, đã cố tìm nhưng chỉ thấy Tổng thống và các thượng cấp cấp bằng tưởng lục cho người sống lẫn người chết nhưng không có thủ tướng chính phủ dõm nào cấp bằng tưởng lục cho một tổng thống Mỹ đã qua đời từ lâu, chỉ có tôn vinh chiêm ngưỡng tưởng niệm mà thôi. Câu chuyện số 9, được lữ đoàn trừ bị Liên Hiệp Quốc đón tiếp tại Canada. Ngày 11 tháng 9 năm 2015, lữ đoàn tình nguyện Liên Hiệp Quốc tiếp đón Thủ tướng Đào Minh Quân khi ngài và phái đoàn chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời đến thăm viếng Calgary, Canada trong 4 ngày. Từ 4 tháng 9 đến 8 tháng 9 năm 2015. Trong video, người xem đọc thấy một hàng chữ lớn trên bích chương là lực lượng trừ bị Liên Hiệp Quốc chào mừng Thủ tướng Đào Minh Quân và thấy dăm nam nữ thành viên mặc quân phục đội mũ nồi. Tôi đã tìm hiểu thì được biết Liên Hiệp Quốc không có một lực lượng trừ bị nào cả. Chỉ khi nào cần thì huy động lực lượng tại ngũ của một số quốc gia hội viên mà thôi. Và khi đó thì lực lượng ấy đội mũ sắt màu xanh. Website của Liên Hiệp Quốc viết rõ: We do not have a standing reserve. United Nations military personnel are the blue helmets on the ground. Về bộ quân phục mà các đương nhân trưng diện, nó giống với bộ đồng phục của một số sĩ quan của cái gọi là lính nhà đòn ở Mỹ. Nguyên ở Mỹ có một tổ chức mang tên là United States Volunteers Joint Service Command, được dịch mù mờ là Bộ Tư lệnh Phối hợp Tình nguyện Trừ bị Hoa Kỳ. Đúng ra đó là lực lượng dùng để tăng cường cho các đơn vị tại ngũ cũng như trừ bị trong hai lĩnh vực làm tình nguyện viên, được huấn luyện và mặc đồng phục để thực hiện lễ nghi quân cách trong dịp tống táng các cựu quân nhân ở nghĩa trang quốc gia hay địa phương và bổ sung vào nhân lực cần thiết theo nhu cầu của nhà chức trách hữu quan trong việc giải quyết tình huống khẩn cấp dân sự. Thế nhưng ông Đào Minh Quân lại đưa một số lính nhà đòn ấy của Mỹ qua Canada đóng vai lữ đoàn tình nguyện trừ bị Liên Hiệp Quốc để tiếp đón ông ta. Câu chuyện số 10, được Liên Hiệp Âu Châu công nhận. Về việc thỉnh cầu Liên Hiệp Âu Châu can thiệp chấm dứt các thảm nạn ở Việt Nam, cơ quan ấy đã trả lời như sau. Brussels ngày 17 tháng 4 năm 2013, kính gửi ông Đào Minh Quân, thưa Thủ tướng Đào Minh Quân, chúng tôi đã nhận được thư của ông đề ngày 13 tháng 3 năm 2013 gửi đến Chủ tịch Van Rompuy về vấn đề Việt Nam. Thay mặt ông Rompuy, chúng tôi cảm ơn ông và đoan chắc với ông rằng ông ấy đã đọc thư của ông với sự quan tâm. Liên Hiệp Âu Châu cam kết đẩy mạnh tiến trình dân chủ, nhân quyền và pháp trị ở cả trong các nước thành viên của mình lẫn ở khắp nơi trên thế giới. Trong bối cảnh này, chúng tôi gửi kèm theo đây hai bản kiến nghị vào ngày 16 tháng 4 vừa rồi
để xin Nghị hội Âu Châu thông qua nghị quyết liên quan đến các trường hợp vi phạm nhân quyền, các nền dân chủ và pháp trị chúng có thể đáng được ông lưu tâm. Thay mặt ông Van Rompuy, chúng tôi nhân dịp này chúc ông mọi sự tốt đẹp nhất trong nỗ lực của ông trong tương lai. Chân thành chào ông, ký tên Gerard de Jouy. Đó là nội dung bức thư của Liên hiệp Âu Châu gửi ông Đào Minh Quân như một cá nhân hay một hội đoàn nào đó, chứ không đề cập gì đến cả một thủ tướng của cả một chính phủ của cả một quốc gia. Thế nhưng ông Đào Minh Quân khoe rằng ông ta và hội chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời được Hoa Kỳ giúp đỡ và 28 quốc gia Liên minh Âu Châu hỗ trợ để đối đầu với tà quyền Việt Cộng. Chuyện thứ 11, kiện Cộng sản Việt Nam ra tòa hình sự quốc tế. Trên website của Hội Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời được nhật tu vào ngày 30 tháng 4 năm 2016, ông Đào Minh Quân ghi hàng chữ lớn đơn kiện Cộng sản Việt Nam do Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời sẽ đệ nạp tòa hình sự quốc tế tại Tây Ban Nha. Đúng ra tên tiếng Anh của Tây Ban Nha là Spain. Mở đầu là Complaint Vietnam Communist Crime. Đúng ra phải có giới từ against sau chữ complaint. Đơn này được ghi tức là tác giả Lê Xuân Nhượng bắt những cái lỗi về văn phạm tiếng Anh trong các thư từ của ông Đào Minh Quân. Đây là thư trả lời của Tòa án Hình sự Quốc tế. Dịch như sau: The Hague, ngày thứ Năm, 13 tháng 8 năm 2015. Kính ông bà, thay mặt ngài công tố viên, tôi xin cảm ơn ông bà về những tin tức mà chúng tôi nhận được ngày 29 tháng 4 năm 2015. Tôi nhận thấy tài liệu của ông bà liên quan đến những vấn đề mà về căn bản thì có tính cách tương tự với thực chất của các vấn đề mà ông bà đã gửi đến ngài công tố viên lần trước rồi. Trong thư hồi âm đề ngày 9 tháng 9 năm 2013, chúng tôi chấm chấm. Tức là ông ta viết đi rồi viết lại gửi, người ta đã nói ông đã viết cái nội dung như vậy là lần trước rồi. Thế là Tòa án Hình sự Quốc tế đã trả lời cho ông Đào Minh Quân từ ngày 9 tháng 9 năm 2013 rồi, nhưng không thấy ông ta phổ biến nội dung. Vả lại trong văn bản này, họ xem ông Đào Minh Quân như một người nào đó mà thôi, không biết là đàn ông hay đàn bà, chứ không gọi ông ta là thủ tướng hay viên chức của chính phủ nào hết. Điểm chính là họ không cho biết họ sẽ làm gì, chứ nếu có thì hẳn ông ta đã phổ biến ra rồi. Đây là nãy giờ chúng ta thấy là rất là nhiều cái trường hợp, mỗi trong mỗi chuyện như vậy, tác giả Lê Xuân Nhượng chứng minh cho chúng ta biết là ông Đào Minh Quân đã lừa gạt chúng ta bằng cách là, thật ra là ông cũng có cái công, ông viết cái thư cho đằng này đằng kia đằng nọ, nhưng mà ông lừa gạt đồng bào ở chỗ là ông viết tiếng Anh một đàn, rồi người ta trả lời theo cái gọi là cái thể thức xã giao thông thường, đáp lời một trả lời một cái thư một cái người công dân Hoa Kỳ gửi đến hỏi này hỏi nọ, thì người ta cũng trả lời rất là chung chung vậy thôi. Còn cái ông xưng cái chức gì đó người ta cũng không có quan trọng, bởi vì không có phải là tổng thống Mỹ, thì ông muốn xưng cái gì đó người ta cũng không có cần biết. Thì ông Đào Minh Quân ông mới lấy những cái thư trả lời đó, ông khoe là ông được người ta công nhận, ông được người ta liên lạc với ông này ông kia nước này nước nọ. Đó là cái cách mà ông Đào Minh Quân lừa gạt được nhiều người là như thế. Câu chuyện khác, được các nhà tam điểm siêu quyền lực vinh danh. Ngày 5 tháng 5 2016, cái gọi là quốc gia Việt Nam đã phổ biến một email với tiêu đề Hoa Kỳ vinh danh Thủ tướng Đào Minh Quân, và nội dung là các nhà tam điểm siêu quyền lực tham dự đại lễ tại quận Cam, California ngày 30 tháng 4 năm 2016. Chính phủ Hoa Kỳ đến quận Cam vinh danh 25 năm phục vụ cộng đồng và lãnh đạo công cuộc đấu tranh giải thể tà quyền Cộng sản Việt Nam của Thủ tướng Đào Minh Quân trước khi Tổng thống Obama sẽ thăm Việt Nam ngày 22 tháng 5 năm 2016.
Qua video tường thuật thì thấy có phụ đề giới thiệu các nhân vật lên diễn đàn là ông Hon Jim Dantana, President of Government Impact, Hon Jim Dantana Jr., Chief of Staff Los Angeles Councilman, presents the Los Angeles Resolution to Prime Minister Dow. Rồi Hon Jim Dantana, President of Government Impact, present the resolution from California State and the best wish from President and Vice President to Prime Minister Đào Minh Quân. Rồi Senator David Robert T, President of California Senate Pro Team, present the resolution to Prime Minister Đào. Rồi billionaire Frank Marasco, President and CEO West High Yield Resources Ltd. Mr. Leonard Stock, President Casino and Gaming Resource Corporation. Tôi tức là tác giả Lê Xuân Nhượng đó. Tôi bèn tìm hiểu thì được biết sự thật là thứ nhất là về cái ông Hon Jim Dantana, President of Government Impact, thì ông Jim Dantana là chủ tịch tổ chức Governmental Impact, là một công ty tư vấn cho các chính trị gia lẫn cử tri nào muốn đến với quần chúng hầu đạt kết quả là dự luật được thông qua, kế hoạch được tài trợ, sự nghiệp được tôn vinh, ứng viên được đắc cử, vân vân. Thì ông Đào Minh Quân chỉ nghe người ta nói về hội tam điểm, về một siêu quyền lực đằng sau bên trên chính phủ Hoa Kỳ, nên gặp công ty Governmental Impact, tức là nỗ lực vận động để có ảnh hưởng tác động bên trong chính quyền các cấp, đã vội cho rằng đó là Government Impact, tức là quyền năng thế lực ảnh hưởng tác động vào chính phủ Hoa Kỳ. Và nếu vào đó như là mình đã nắm được siêu quyền lực cũng như các nhân vật mà ông ta cho là các nhà tam điểm dưới đây. Về ông Hon Jim Dantana Jr., Chief of Staff Los Angeles Councilman, ông Jim Dantana trẻ là văn phòng trưởng của nghị viên khu vực 6 của Hội đồng thành phố Los Angeles, mà nghị viên ấy là bà Nuri Martinez, tiếng Anh gọi là nữ nghị viên ấy là Councilwoman, nhưng tiếng Anh của ông Đào Minh Quân thì gọi bà cô ấy là ông Councilman. Về cái ông Hon Jim Dantana, President of Government Impact, present the resolution from California State and the best wish from President and Vice President to Prime Minister Đào Minh Quân. Mấy chữ President and Vice President ở đây là chủ tịch và phó chủ tịch của công ty ấy, chứ không có lập lờ là tổng thống và phó tổng thống Hoa Kỳ đâu. Đấy. Cái động từ present phải ở ngôi thứ ba, số ít là present. Chữ wish phải là danh từ số nhiều, wishes. Về ông Lê Xuân Nhượng thì thường thường hay để ý đến những cái vấn đề văn phạm, chánh tả, ông ấy rất là kỹ. Số 4, về Senator David Robert T, President of California Senate Pro Team, presents the resolution to Prime Minister Dow. Ông David Robert T là người thứ 45 xử lý thường vụ chức vụ chủ tịch Thượng viện bang California từ 30 tháng 11 1981 đến 31 tháng 1 1994, tức là hiện nay không đại diện cho Thượng viện California gì cả. Tức là quý vị để ý đi, ví dụ như không, những cái thư từ của ông ấy, những cái nguồn tin của ông Đào Minh Quân đó, không có sai về từ ngữ thì cũng sai về năm tháng hoặc là nơi chốn, tức là ông, những cái đó là những cái ông có thể ông lừa gạt người ta, là chỗ đó đó, cái chỗ mà ông gạt những cái, ông đem cái chuyện cũ ông làm như là chuyện mới hoặc là những cái chuyện người không có chức vụ gì ông làm như là chức vụ, hoặc là ông làm lẫn cái chữ president đó, ở Mỹ này á, là chủ tịch một cái hội nào đó, nhưng mà gạt người khác, đặt vào trong một cái vị thế để cho người ta tưởng người đó là tổng thống đó. Đó là cái những cái mà người Việt Nam mình dễ bị gạt vào chỗ đó đó.
Rồi về cái billionaire Frank Marasco, President and CEO West High Yield Resources, thì ông Frank Marasco Jr. là sáng lập viên kim giám đốc điều hành nhiều công ty, doanh nghiệp lớn có trụ sở chính tại Calgary, tỉnh bang Alberta, Canada. Không biết ông Đào Minh Quân dựa vào đâu mà gọi ông ấy là tỷ phú. Chỉ thấy trên net có tài liệu cho thấy ông ấy có lương bổng mỗi năm là 122.880, tối đa là 130.547. Đó. Còn về Mr. Leona Stock, President Casino and Gaming Resources, ông này được ghi là chủ tịch tập đoàn sòng bạc và giải trí đổ bát, đổ bát là cờ bạc. Nhưng tôi không tìm thấy tin tức gì về ông ấy. Đó là những nhân vật mà ông Đào Minh Quân xem là các nhà tam điểm siêu quyền lực tham dự đại lễ tại quận Cam, California ngày 30 tháng 4 năm 2016. Chính phủ Hoa Kỳ đến quận Cam để vinh danh ông ta và Hội Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời của ông ta đấy. Thì sơ kết như thế này. Chuyện mà ông Đào Minh Quân á, là một cái chuyện dài, quá dài, mà tới ngày nay thì tác giả không có cập nhật cái bài nữa. Nhưng mà chúng ta cũng thấy lay ra là những cái nạn nhân mà bị gạt, những nạn nhân của ông Đào Minh Quân bị gạt dài dài tới nay, cứ bị bắt dài dài mà nghe nói tới tổng số là tới cũng 44 người rồi. Thì nhiều người ở Việt Nam cũng không hiểu tại sao. Mà ở bên đây thì hỏi các bác như chúng tôi, những người quen của chúng tôi lên trên mạng trả lời đó, thì chúng tôi đều cười, đều xem ông ta trả ra cái lô ram là hết. Nhưng mà ở Việt Nam thì lại họ bị ảnh hưởng như thế đó. Thì chúng tôi nãy giờ cũng đã phân tích, và qua cái bài của bác, của tác giả Lê Xuân Nhượng, thì ông nó phân tích, thì chúng tôi cũng đã giải nghĩa từ từ trong mỗi chuyện là ông gạt như thế nào, trong mỗi câu chuyện như thế đó. Thì qua cái bài này hy vọng là những người còn lại đó đừng có tiếp tục mà tin ông ta nữa, và sẽ tiếp tục đi theo 44 người kia vào ngồi tù. Thì lúc đó thì tôi chả biết quyền lợi mà ông Đào Minh Quân hứa cho quý vị như thế nào, nhưng mà cái mà hứa hẹn chắc chắn là nhà tù. Thì sơ kết, ông Đào Minh Quân là một chuyện dài, quá dài. Tôi chỉ tạm thời ghi nhận vài điểm quan trọng. Thứ nhất là gốc gác của ông Đào Minh Quân là như thế này. Nguyên cái tổ chức Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời do ông Nguyễn Trân làm thủ tướng ngày 16 tháng 2 năm 1991. Thì ông Nguyễn Trân từ nhiệm và ông Đào Minh Quân thay thế. Lúc đó, ông Quân là chủ tịch phong trào Việt Nam Tân Dân Chủ. Thì ngày 30 tháng 6 năm 2002, Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời đưa ông Nguyễn Hữu Chánh, sau khi gia nhập phong trào Tân Dân Chủ, ra làm thành lập một chính phủ thứ hai mang tên là Chính phủ Việt Nam Tự Do Giả Tạo. Do đó, Chính phủ Việt Nam Tự Do của ông Nguyễn Hoàng Dân sau đó phải chuyển qua cho ông Nguyễn Hữu Chánh và đã giải tán vào ngày 17 tháng 8 năm 2008. Như thế tức là ông Nguyễn Hữu Chánh nằm trong tổ chức của ông Đào Minh Quân. Thứ hai là thể chế chính quyền của ông Đào Minh Quân là quân chủ lập hiến, nhưng quân chủ ở đây không có nghĩa là quân vương làm chủ mà là quân lực làm chủ. Ông ta qua lời của Thiếu tướng Nguyễn Quyết Thắng, quân đoàn Campuchia tại Việt Nam lý luận là trong cơ chế công khai và minh bạch này, quân lực sẽ kiêm luôn các ngành thuộc an ninh tội phạm, không hình thành bộ cảnh sát hay là bộ công an. Chức năng tương đương này của các quốc gia khác sẽ được bó gọn vào quân lực. Tạm thời giữ nguyên cơ chế thủ tướng lãnh đạo chính phủ, làm người thống lĩnh quân binh Việt Nam Cộng Hòa, chủ thể hiến pháp, là người đại diện cho toàn quốc, cho toàn dân, toàn đất nước, người có quyền quyết định các vấn đề quốc gia, quyền khởi chiến, quyền phát ngôn cho tư cách chính thể quốc dân. Có thủ tướng mà bên trên không có tổng thống, quốc trưởng hay nữ hoàng. Lập trường chính trị của ông Đào Minh Quân là giải pháp cho vấn đề Việt Nam và Hoa Cộng. Mọi người đều thắng, win-win policy. Theo sự khoan hồng của Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời, thì lãnh tụ đảng Cộng sản không nên sợ sẽ bị nhóm thi hành luật quốc tế Navy SEALs Hoa Kỳ tóm.
bắt tại hang ổ để đưa ra tòa án quốc tế như tại Nuremberg, hay trường hợp trùm khủng bố Bin Laden bị xử tại Pakistan mới đây, và khi về già sẽ không bị dở sống dở chết ra tòa án quốc tế như nhóm Khmer Đỏ. Tác phẩm đầu tay của Cờ Máu Tàu Cộng đó cũng là nhờ chính sách đã được Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời hứa bảo đảm cho tính mạng, danh dự và tài sản hợp pháp. Quý vị chính quyền Việt Nam nghe chị, nghe kỹ chưa? Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời bảo đảm Trung Quốc không mất trắng công sức lấn chiếm và lãnh hải Việt Nam, cũng không sợ mất vốn đầu tư đã lỡ khoan dầu khí tại Việt Nam. Đóng ngoặc. Đó là những gì mà đồng hương cần biết để có thái độ thích ứng với ông Đào Minh Quân và Hội Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời của ông ta, ký tên Lê Xuân Nhượng. Dạ, đến đây thì quý vị có quyền suy nghĩ về cái tổ chức Đào Minh Quân, và đừng lỡ dạy, đừng có dạy dột đem cái sinh mạng của mình hoặc là gia đình mình mà giao phó cho cái sự tin tưởng ngông cuồng của mình nữa. Dạ, kính chào quý vị và hẹn quý vị trong kỳ khác.